Vâng, xin chào mọi người nhé. Và như mọi người đã thấy đấy thì Hyundai thành công vừa ra mắt hai chiếc xe Elantra và Tucson phiên bản Felip mới. Thì hiện tại Duy đang có mặt tại Hyundai Đông Đô. Cái mẫu Tucson mới với cái một số những cái cải tiến ở ngay phiên bản ngoại thất này, như là cụm đèn pha này, rồi là lưới tản nhiệt này, đó, rồi cả cái phần ba đờ sốc dưới nữa. Mặc dù là bản Felip thôi nhưng mà Hyundai thành công cũng dành khá nhiều cái sự ưu ái cho chiếc Hyundai Tucson này, một trong những cái mẫu xe ăn khách ở trong phân khúc SUV crossover cỡ nhỏ của mình. Đặc biệt cái điểm nhấn các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất ấy, chính là đến từ cái cụm đèn pha và cái cụm lưới tản nhiệt phía trước. Cụm đèn pha thì có tới 5 bi LED cho một bên đèn. Hai beam nằm ở ngoài cùng đây sẽ đảm nhiệm một cái vai trò là đèn cốt, và ba beam ở bên trong thì sẽ đảm nhận cái vai trò là đèn pha. Nếu mà chúng ta sự kết hợp giữa 5 beam cho một bên đèn của Hyundai Tucson này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái thông lượng ánh sáng rất tốt và ổn định để chúng ta di chuyển vào những cái cung đường tối, thậm chí là cả những cung đường đèo và không có sự hỗ trợ của đèn đường. Cái cụm lưới tản nhiệt này thì ba nan to trước đây thì đã được thiết kế lại thành 4 nan nhỏ mạ chrome, kết hợp với việc cách điệu cái tổ hợp dạng lưới hình tổ ong, tạo cho cái chiếc Tucson này có một cái phần đầu nó bớt hiền hơn trước rất nhiều. Các bạn phải thấy này, cái giải chrome mạ xung quanh cái cụm lưới tản nhiệt này nó góc cạnh nó sắc hơn. Đèn xi nhan LED nằm ở phía dưới này luôn, là một cái điểm nhấn, cũng là một cái điểm nhấn ở trong cái mặt chóa đèn pha rất đẹp. Ở phía dưới thì chúng ta vẫn có đèn sương mù được trang bị là bóng projector thôi. À không, cái này bóng halogen thôi. Sorry, đèn chói quá các bạn ạ, nhìn không rõ. Phần thân xe của Hyundai Tucson mới thì chúng ta có ngay được bộ la răng đa chấu kích thước 18 inch đi kèm với cả bộ lốp với thông số là 225-55R18. Với cái trang bị bộ vành đa chấu mới này thì Hyundai Tucson cho chúng ta cái cảm giác nhìn từ hông xe có cái phần sang trọng hơn thế hệ trước. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cặp gương chỉnh điện cũng như tích hợp xi nhan báo rẽ kèm với cả nút bấm khóa mở khóa và mở cửa ở cửa phụ và cửa lái, cũng là những cái chi tiết rất đáng kể trên Hyundai Tucson Felip. Đây là phiên bản được trang bị cái động cơ là 2.0 dầu đặc biệt. Rồi, có lẽ bây giờ mời các bạn tiến sang cái phần đuôi xe của chiếc Tucson này nhé. Cái phần đuôi xe thì các bạn có thể thấy ngay rằng là vẫn là cái cụm đèn sẽ là cái điểm nhấn đặc biệt cho chiếc Tucson Felip này. Với cái giải đèn LED được làm song song, ở giữa thì gồm có 4 cụm đèn LED nhỏ để tạo ra cái không gian nhìn sâu hơn cho cụm đèn. Có thể nói là được thừa hưởng một chút xíu từ cái cách thiết kế ở trên chiếc Hyundai Santa Fe mới. Hyundai Tucson bản Felip này thì cũng vẫn được trang bị cốp đóng mở điện, chúng ta thuận tiện hơn trong cái quá trình sử dụng. Phần không gian để đồ ở cái phía sau này thì không có gì thay đổi cả. Xem nào, chúng ta sẽ có phần bánh dự phòng thì cũng vẫn được trang bị tương tự một như là chiếc bánh đang được lắp ở trên xe. Phần bánh được lắp trên xe với cái thông số là 225-55R18. Phải nói là cái bộ vành đa chấu mới của Tucson bản Felip này cho chúng ta cái cảm giác như là cái phần bộ la răng được làm to và lớn hơn, nhìn nó thể thao hơn. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cổng sạc điện 12V ở đây. Nếu như chúng ta so sánh trực tiếp với cả đối thủ trong cụm phân khúc đến từ Nhật Bản ấy, thì chiếc Hyundai Tucson này có cái thiết kế bên ngoài rất là vừa vặn. Cốp điện đóng mở rất êm. Ở trên đây chúng ta cũng có đèn phanh trên cao. Rồi, phía sau thì ngoài camera lùi ra thì chúng ta cũng sẽ có sự hỗ trợ của 4 cảm biến phía sau. Phần ống xả được giấu khá khéo léo xuống dưới cái phần ba đờ sốc phía sau ở đây. Nếu chúng ta không nhìn thấp thì rất khó lòng có thể nhìn thấy đầu ống xả ra. Cũng là một trong những chi tiết khá hay phần đuôi xe. Bây giờ thì mời các bạn vào bên trong khoang nội thất nhé. Nếu mà chúng ta bước vào cái không gian nội thất của Hyundai Tucson ấy, thì cái điểm mà đáng để chúng ta chú ý nhất ấy,
đến ngay từ cái hệ thống màn hình thông tin giải trí ở đây. Chúng ta có thể cảm ứng cũng như là sử dụng những cái nút bấm ở trên màn hình này. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là chiếc Hyundai Tucson Philip này thì đã được thừa hưởng ngay từ người đàn anh Santa Fe của mình. Một cái màn hình được thiết kế dạng đứng ở trên mặt tablo. Đó, nhìn nó hiện đại hơn và nó theo cái xu hướng của những cái mẫu xe châu Âu, thiết kế châu Âu. Và còn đâu từ cái phần cửa gió điều hòa cũng như là cái phần điều khiển, điều chỉnh hệ thống điều hòa phía dưới đây thì chúng ta vẫn có cái thiết kế tương tự như là chiếc Tucson thế hệ trước. Đó. Ở dưới đây chúng ta sẽ có được cái sự chú ý hơn từ Hyundai thành công khi mà trang bị cho Tucson cổng sạc cho điện thoại không dây chuẩn chi, cũng như là cổng sạc USB này, rồi là cổng sạc 12V. Ở bên đây chúng ta cũng có sạc tẩu ở đây. Đó. Khu vực cần số và phanh tay điện tử cũng như là các cái nút bấm drive mode hay là auto hold hay là hỗ trợ đổ đèo xuống dốc thì vẫn được giữ nguyên như là chiếc Tucson hệ trước. Đây, các bạn cũng sẽ có một phần vô lăng cũng như đồng hồ phía sau, không có nhiều thay đổi. Chính xác hơn là không có sự thay đổi thì đúng nhất. Ở trên vô lăng của Tucson Philip thì cũng chỉ có trang bị ra lệnh giọng nói này, điều khiển cái màn hình giải trí trung tâm ở chính giữa, cũng như bên tay phải này thì chúng ta có ga tự động cruise control, cũng như là nút điều chỉnh cái màn hình hay đồng hồ ở phía sau vô lăng. Phần ghế da của Hyundai Tucson thì cũng được thiết kế khá là ôm người, với cái hai thành ghế được làm khá cao. Nhưng mà cái phần chất liệu da thì chúng ta sờ chưa được sướng tay, cũng như là có cái cảm giác cứng giống như là những cái mẫu xe nhà Hyundai thôi. Chỉ có chiếc Santa Fe thì chúng ta sẽ có cái cảm giác sờ vào da nó mềm hơn một chút. Còn phần da này chúng ta sờ sẽ cảm giác hơi thô cứng. Nhưng mà ngược lại thì phần lưng ghế và phần nệm ở phía dưới thì đều được trang bị dạng da có lỗ để thông hơi cho chúng ta vào những cái thời tiết nắng nóng. Không thể không kể đến khi mà Hyundai Tucson vẫn được giữ nguyên cái hệ thống cửa sổ trời, toàn cảnh panorama ở đây. Đó. Rất là thoáng phải không ạ? Nếu như chúng ta so sánh trực tiếp với cả chiếc Mazda CX-5 thì hay là những cái mẫu xe ở trong cái phân khúc SUV crossover cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam ấy, thì ngồi ở cái vị trí ghế lái này thì Duy sẽ có một cái cảm giác chia sẻ với quý vị các bạn rằng là nó rất là thoáng và cái tầm nhìn thì rộng, cũng như là cái thiết kế của bảng táp lô nó làm cho chúng ta có cảm giác nó trải rộng và nó vươn dài ra. CX-5 thì có cái phần không gian nội thất bên trong nó có cái phần sang trọng hơn, nhưng mà chúng ta nhìn thì chúng ta lại có cái cảm giác hơi bí một chút. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng xuống tới hàng ghế thứ hai của Tucson thôi. Hàng ghế thứ hai của Tucson thì cũng không có quá nhiều sự thay đổi đâu ạ, vẫn là cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai này, rồi là cổng sạc USB. Đó là những cái trang bị mà chúng ta đã thấy và đã dùng ở trên những mẫu Tucson ở thế hệ trước rồi. Chất liệu ghế da thì như Jay có nói đấy, nó hơi thô và cứng. Tucson thì cũng được trang bị dây đai an toàn 3 điểm ngay cho cả cái vị trí ghế ngồi phía giữa ở đây, ghế ngồi chính giữa. Đây, các bạn có thể thấy là Duy ngồi ở đây, ta có dây đai an toàn 3 điểm, rất là chuẩn phải không ạ? Thật sự thì cái hàng ghế thứ hai của Tucson này cũng cho chúng ta cái cảm giác rất là thoáng đãng. Nếu như mà không dành cái lời khen cho Tucson thì quả thực là hơi có lỗi một chút. Khi mà cái lưng của hàng ghế thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể ngả thêm ra để tạo một cái tư thế ngồi nó thoải mái hơn nữa. Đây, Duy sẽ ngả đó, có thể ngả dốc được như thế này. Đây cũng là một điểm cộng khi mà so sánh với cả những cái mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Bệ tí tay, hai khay để cốc thì cũng quá quen thuộc rồi phải không ạ? Và vị trí ngồi chính giữa thì cũng được trang bị phần tựa đầu ở đây. Chỉ có cái phần lưng này thì chúng ta ngồi ở vị trí giữa này thì đã hơi cứng một chút và không có cái sự thoải mái thôi. Với mức giá là 940 triệu cho Tucson bản 2.0 máy dầu đặc biệt, kèm theo việc được trang bị những cái chi tiết, những cái thiết kế mới ở phần ngoại thất cũng như là cái phần bảng màn hình ở trên tablo, thì các bạn thấy sao về chiếc xe này? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những chương trình tiếp theo.